Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả cô chú anh chị các bác. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 thì hôm nay là chương trình là đã đến game 18K. Thì mấy hôm rồi em cũng khá là bận thì mong mọi người thông cảm, thì hôm nay em mới lên được clip để cho mọi người vào chơi game cùng với em giao lưu và chia sẻ. Thì em nói lại một lần nữa về luật chơi, thì để các bác mà mới đăng ký kênh của em ấy, thì các bác biết về cái luật chơi. Đấy, để làm sao mình không bị phạm luật nhá. Thì các bác dự đoán ở cái phần bình luận ở bên dưới clip này đấy, là dự đoán 3 số bất kỳ nhưng mà liền nhau, viết liền nhau. Đấy, sau đó mọi người cách ra, mọi người ghi cho em số điện thoại của mọi người. Thì số điện thoại là mọi người nhớ là các số điện thoại, giữa các số điện thoại là phải cách nhau ra. Cách nhau ra hoặc là phải có dấu chấm, dấu phẩy giữa các số điện thoại nhá. Đấy, và thứ hai nữa là mỗi người chỉ dự đoán được một lần thôi. Mỗi người chỉ được dự đoán một lần thôi, là một cái lick ấy, được dự đoán một lần thôi. Cái thứ ba nữa là không được chỉnh sửa nhá. Rất nhiều bác chỉnh sửa, mặc dù các bác vào bị sai số điện thoại các bác chỉnh sửa, nhưng mà nó cứ ghi cái chữ mở ngoặc là đã chỉnh sửa thì là cũng không được các bác nhá. Các bác phải xóa hẳn cái clip đó, xóa hẳn cái bình luận đó đi và các bác ghi lại một cái bình luận khác giúp em. Đấy, thì hôm nay game 18K, thì hôm nay là ngày thứ tư, chiều ngày thứ tư. Thì hôm nay tất cả mọi người dự đoán đây và đúng 8:15 8:15 tối ngày thứ 7 tuần này, có nghĩa là ngày mai là thứ 5, thứ 6 là đến tối thứ 7 tuần này nhá. 8:15 tối thứ 7 tuần này thì là em sẽ live trực tiếp, em bốc thăm kết quả và tất cả mọi người sẽ được dự đoán trong hết ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 và đến 18 giờ ngày thứ 7 là em sẽ dừng nhá. Em không em sẽ dừng khóa cái kết quả bình luận lại để em bắt đầu vào chương trình 8:15 là em sẽ quay. Đấy. Thì giải thưởng đầu tiên đây là một cây ám Bắc Linh cả nhà nhá. Cây ám Bắc Linh này, bụi rất là to khủng. Thì cái cây này nó là một dòng thân cực kỳ xanh sạch. Các bác nhìn nào, nếu mà nhìn này không khác gì là HO cả, hay là Phú Thọ các bác nhá. Trông này kỳ mọc mơn mởn luôn. Thì cái cây này sau khi nó lở được 2 ngày ấy là bông nó sẽ bay 24 giờ. Em thấy nó bay, cứ bay liên tục này. Đấy, cánh nó rất là trắng cả nhà nhá, cánh rất là trắng luôn. Ngày xưa thì bông này nó gọi bông năm cánh trắng Bắc Linh đấy, nhưng bây giờ gọi là ám thôi. Mắt rất là đỏ này nhá, mắt rất là đỏ. Bông cũng, nói chung là cũng khá là đẹp. Và cái con này thuộc về hàng thân thủ, bởi vì thân nó rất là to, thân trồng rất là to, đạt cánh trắng này, cuống xanh lét này. Thì đấy, hoa rất là yêu cả nhà. Thì có một cái ki thì nó đã ra rễ rồi. Đây cái ki này cả nhà nhá. Tất cả các bác đặt em rất là nhiều nhưng mà ki nó chưa ra rễ đâu. Thì có một cái ki này nó em thấy nó hôm nay nó mới nhú rễ thôi các bác nhìn ạ, nó mới nhú thôi. Thì tối thứ 7 để chơi thì chắc sang tuần thì gửi cho mọi người thì rễ nó cũng đã dài ra rồi. Đấy, thì là phần quà đầu tiên sẽ là một cái ki ám Bắc Linh nhá. Ám Bắc Linh mặt hoa đây. Rất là đẹp cả nhà, rất đáng sưu tầm cả nhà nhá. Mũi của nó màu hồng. Mắt rất là đỏ luôn. Cánh trắng. Còn phần quà thứ hai, phần quà thứ hai sẽ là một cái ki 6 mắt cắt bà đây. 6 mắt cắt bà vừa rồi em có bán cho các bác ấy. Đấy, thì đây là đây cái ki cũng tương đối, nói chung là tương đối cả nhà nhá. Ki cũng rất là khá là khỏe mạnh. Ki cỡ tầm khoảng 4 cm gì đấy. Thì em cho các bác xem cái mặt hoa của con 6 mắt cắt bà nhá. Đấy. Nói chung cái dòng này thì nó cũng vừa vừa tiền, nhưng mà dù sao nó cũng là một bông 6 mắt đột biến các bác nhá. Đấy, đấy là con kia giải thưởng thứ hai. Giải thưởng thứ ba là nguyên cái chậu ấy luôn, là gồm hai cái kia bệt ma bó. Bệt ma bó gồm hai kia này, nó hơi bé tí thôi nhưng mà rễ rất là khỏe, cả hai kia luôn. Đấy các bác nhá. Đấy, đây bông bệt ma bó này, bông này là bông bay 24 giờ. Cái bông này vừa rồi em cũng mới bán ấy. Nói chung là đấy. Thì là đây phần quà thứ 3 này, là gồm cả hai cái kia bệt ma bó này. Phần quà thứ 4. Đấy các bạn nhìn này, con ám Bắc Linh rất là trắng luôn. Phần quà thứ 4. Phần quà thứ 4 sẽ là một cái kia lá kẻ muộn mờ cả nhà nhá, muộn mờ. Hôm vừa rồi có đấu giá một cái kia lá kẻ muộn ấy. Đấy, cho các bác xem đây là một cái chậu mà nó to hơn. Đấy, con này nó thuộc về hàng thân lá các bác nhá, thân thủ. Thân lá nếu mà trồng tốt đấy mà nuôi tốt thì thân của nó rất là to. Bởi vì những cái ki 51 em trồng nó đã có thể đạt được ngang với ngón tay cái rồi. Đấy các bác nhìn không?
Nó tầm này bắt đầu nó mới đang lên kẻ này. Nhưng mà cái kẻ nó khá là mờ cả nhá. Đến khi về già đấy, khi tắt ngọn về già đấy là cái lá nó già ấy, thì nó lại lên có vẻ nó lét lét hơn một chút. Nhưng mà đặc biệt những anh em ở trong khu vực phía Nam ấy, thì anh em trồng lại có nhiều người trồng thì lại em thấy lại lên kẻ lét hơn ở ngoài Bắc. Đấy. Mọi người thấy nhìn cái lá nó, lá thân lá rất là đẹp luôn. Đấy thì kẻ nó lên rồi nhưng mà nó cứ kiểu mờ mờ này thôi. Đấy và thứ hai nó kẻ muộn. Nhá. Thì cái dòng này nó cũng vừa vừa tiền. Rồi em cứ bán 700-800 nghìn một ki đấy, ki to thì tầm 1 triệu, hơn 1 triệu một chút. Đấy. Thứ nhất là nó được chơi thì về thân lá quá nhá, lá rất là to mà thân cũng rất là to. Đấy và nó có kẻ này. Đấy thì mấy cái ki này thì nó cũng sẽ tùy từng con, có con lên kẻ rồi, con chưa lên kẻ nhá. Thì em sẽ phần quà thứ tư em sẽ bẻ cho con ki này, con ki này có rễ rồi. Đấy. Con ki trông như con voi không? Đấy. Ki rất là to, đang nhú rễ rồi. Và con này cũng đang lá lõn, đang bắt đầu kẻ rồi. Đấy, cái đường kẻ nó khá là mờ cả nhà nhá. Nhưng mà nếu mà về miền Nam ấy là kẻ nó sẽ lên được mạnh hơn một chút. Đấy, con ki này rất là lực mập luôn. Đây là phần quà thứ tư này, sẽ là một ki lá kẻ muộn mờ nhá. Muộn và mờ. Đây các bác nhìn cái lá mẹ nó này. Đây là lá mẹ là từ năm ngoái nhá. Đấy, nó già đấy rồi thì cảm giác cái đường vàng này nó lại lét lét hơn. Đấy, thế cho nên em gọi nó là con muộn mờ. Nó đã kẻ muộn rồi xong nó lại kẻ mờ. Nhá, đấy. Nhưng mà được cái là bù lại là nó là dòng thân lá chơi, nếu mà trồng đạt ấy, thân lá rất là đẹp. Đó nhá. Là phần quà thứ tư. Còn phần quà thứ năm. Phần quà thứ năm là cái gì nhỉ? Phần quà thứ 5. Đấy, lên đây quên mất, không biết là phần quà thứ 5 nó là cái gì nữa. Phần quà thứ 5 là phần quà thứ 5 thì em sẽ tặng cho một cái ki mắt xước mù đi. Mắt xước mù. Đấy nhá. Đây là một cái ki 52 luôn các bác nhá, một ki 52 luôn. Con này con xước mù đấy. Đấy. Thì mặt hoa thì em lại để trong máy này rồi. Đấy, con xước mù nhá. Nghĩa là mắt nó toàn bộ là nó xước hết toàn bộ lưỡi luôn. Đấy, mắt mù như kiểu màu hồng đấy bác. Đấy, là 5 phần quà cả nhà nhá. Thì ok, em kết thúc live đây thì mọi người vào bình luận rồi cho em xin một nút like nhá. Hy vọng là 8 giờ 15 phút tối nay sẽ gặp tối thứ bảy tuần này. 8 giờ 15 phút sẽ lên live giao lưu trực tiếp cùng với tất cả các anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Chúc cho anh chị em luôn luôn vui vẻ và sưu tầm được những mặt hoa đẹp. Em xin cảm ơn ạ.